Những ngày qua, trong khi miền Bắc đang gồng mình chống chọi với những hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra, thì tại thành phố Đà Lạt, rất nhiều tấm lòng nhân ái của người dân phố núi cũng đang được lan tỏa rộng khắp bằng những việc làm thiết thực. Người dân Đà Lạt với tinh thần tương thân tương ái đã chung tay góp sức, góp của để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn ở vùng lụt, vùng lũ phá. Tại các điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, người dân không ồn ào mà lặng lẽ mang những phần quà thiết thực như thực phẩm, quần áo ấm, thuốc men đến nhờ chuyển ra Bắc dành tặng cho đồng bào đang gặp thiên tai. Chị Phương Vân ngụ tại phường 6 thành phố Đà Lạt cho biết, chị cùng bạn bè đã tổ chức các hoạt động chia sẻ với đồng bào miền Bắc từ 2 hôm nay. Những người dân như chúng tôi, dù không có nhiều tiền của, nhưng cũng mong muốn đóng góp những món hàng hóa thiết yếu để giúp bà con phần nào vơi đi những khó khăn. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình cảm của người dân Đà Lạt dành cho đồng bào miền Bắc luôn nồng ấm. Các anh chị em mạnh thường quân, các nhà thuốc giúp đỡ, thì em có nhờ cái đội y bác sĩ của phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa, thì với là các điều dưỡng bệnh viện Nhi rồi mọi người mà điều dưỡng em quen á, thì mọi người tới để phụ em để phân phát cho từng hộ gia đình. Dạ, thì đây là hộ gia đình ạ, thì nó sẽ có đầy đủ thuốc cảm con nít này, người lớn này, thuốc ho này, tiêu chảy này, rồi dầu bôi á. Không chỉ có người dân, các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà xe vận tải, cũng tích cực tham gia vào hoạt động sẻ chia lúc đồng bào đang gặp thiên tai như lúc này. Nhiều nhà xe đã tình nguyện vận chuyển hàng hóa miễn phí để những chuyến hàng nhanh chóng được đưa đến hỗ trợ cho người dân ở các tỉnh thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ. Tại văn phòng của công ty Thành Bưởi, không khí làm việc khẩn trương khi được các nhân viên công ty cùng với người dân đang tất bật đóng gói, phân loại hàng hóa để chuẩn bị vận chuyển ra miền Bắc. Rất nhiều các bạn trẻ cũng tích cực tham gia vào hoạt động này. Nhóm các bạn thanh niên trên đường Trần Hưng Đạo đã dành thời gian để tổ chức tiếp nhận, thu gom hàng hóa gửi đến các nhà xe vận chuyển hàng cứu trợ giúp người dân. Đặc biệt, chị Dư Nữ, chủ quán ăn Mộc Nữ, cùng với các nhân viên và sinh viên trong 2 ngày qua đã nấu hàng ngàn lọ mắm kho quẹt để đóng gói gửi tặng đồng bào vùng lũ. Chị và các bạn trẻ bày tỏ rằng, món ăn dân dã này không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn giúp bà con ấm lòng khi nhận hàng, vì đó là cái tâm, là tấm lòng sẻ chia của người Đà Lạt. Với tổng số tiền hỗ trợ 20 tỷ từ ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa mà chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã công bố, cùng với hàng chục chuyến xe chở đầy những phần quà thiết thực, người dân Đà Lạt và Lâm Đồng mong muốn gửi gắm thông điệp đoàn kết, sẻ chia, yêu thương đến với đồng bào vùng lũ. Những hành động tuy nhỏ nhưng rất đẹp của người dân đã tạo cho thấy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Tin rằng với sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong cả nước, đồng bào miền Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.